Alo, hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh của Tùy Ma Vương. Bây giờ tôi hỏi anh em đúng một câu, đó là có đẹp gái không ạ? Có đẹp gái không? Đẹp gái không hả? Đấy, tôi hỏi đến lần thứ ba rồi đấy. Nếu mà anh em tò mò thì con này là nữ nha. Này, nó là nữ. Đẹp gái không anh em? Ui, đẹp gái như này chắc nhiều anh em đứng lắm. Thôi anh em ạ, hôm nay thì chúng ta đến với ARK phần thứ 10. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi bắt hai cái loại thú mới, đó là Fable và Omega. Đây anh em đủ đồ rồi nhá. Kibble này là Omega, hồi chớ xong là hết luôn. Kibble. À đây Kibble Fable đây. Ủa? Anh em đợi tí. Tôi đang sợ thiếu đồ ấy này. Thiếu một cái miếng thịt. À, thế thì lại quyền năng ma vương nhỉ? Tôi nói thật với anh em là thật ra thì làm mấy cái này dễ, nó không phải là cái gì khó anh em ạ, mà anh em phải nghiêm túc cả. Không, cái này dễ, cái này là dễ làm, nhưng mà nó mất thời gian này. Tôi lại nói lại với anh em lần nữa là cái miếng thịt ở trong này là mất 30 phút để làm ra à, chứ nó rất là dễ làm, nó chỉ mất thời gian thôi. Thôi tôi quyền năng ma vương anh em nhá. Còn nếu anh em tò mò tại sao không lấy miếng thịt ra thay vì lấy hẳn cái kíp bối, thì anh em nên biết là cái quyền năng ma vương nó sẽ giúp tôi lấy những cái món đồ trong Enram. Nhưng mà trong phần Enram thì không có miếng thịt này. Miếng thịt này nó nằm ở trong cái tủ này. Anh em hiểu không ạ? Thế nên là tôi không lấy được miếng thịt. Thế nên là tôi lấy luôn cái kíp bồ cho nhanh. Đỡ mất thời gian. Thôi, người chuyện đơn giản đi mà. Tôi có thể lên mạng để mà mò cái mã lệnh miếng thịt ấy, nhưng mà thôi anh em mà lười lắm. Kíp bồ, tôi lấy ở đây cho nhanh. Anh em mình lạ gì nhau nữa thật. Để xem nào, đây nhé. Lấy luôn cả hai loại cho nhanh đi. Ôi. Xong rồi nhá, xong cái vụ kíp bồ nhá. Bây giờ tôi làm đi, tôi đi làm kíp bồ, tôi nghĩ anh em cũng chả hiểu cái vẹo gì đâu. Anh em quan tâm đến cái phần coi như là tôi bị hành rồi, tôi bị chết thôi, chứ còn mấy cái đoạn này thì thật bây giờ tôi cứ chạy qua chạy lại cái gian nhà này để đi chớ đồ chắc anh em cũng chả hiểu nào đâu, đúng không? Đúng thì thôi chứ còn gì nữa, tôi nói chỉ có chuẩn. Anh em ạ, bây giờ là quên nhở, đạn nữa rồi sau đó chúng ta đi săn luôn nhá. Thật ra thì Omega thì có nhiều loại, Fable thì có nhiều loại, nhưng mà chung quy thì cũng chỉ để coi như là đẻ trứng để bắt mấy con mạnh ấy. Thế là chúng ta bắt cái con nào nó dễ và nó đẻ nhiều trứng, thì tôi biết Omega là có cái bọn cá sấu là đẻ nhiều trứng và bắt thì cứ qua đầm lầy là có. Còn Fable thì cứ đi tìm mấy con chim bờ te là được. Đấy, tôi có kinh nghiệm chơi rồi nên là anh em cũng không cần bất ngờ nhá. Nói luôn đấy. À hôm nay tôi không cởi chân nữa anh em, hôm trước là đánh cái con boss nào ra được cái áo giáp ấy, hôm nay là áo đỏ anh em nhá. Áo đỏ chính tỏ tùy chim to. Thôi đi nhá. Con Riffin đâu rồi? Ra đây. Ôi Riffin. Qua đầm này trước nhá. Bởi vì là cá sấu bên đấy thì chả thiếu con nào anh em, qua đấy kiểu gì cũng ra. Qua đầm này. À ơ nhở, có cái vụ này tôi muốn nói với anh em, đó là tôi không hiểu cái lý do gì nhưng mà cái kênh YouTube mà tôi lại quên tên nhỉ, cái gì tiền ấy, có thể tôi nhớ nhầm tên nhưng mà nó kiểu như là cái gì mà tí tiền tỷ hay gì ấy anh em ạ. Tôi cái hình như cái kênh đấy là cũng làm ARK mà tôi không hiểu sao mà có những cái thành phần có thể nói là fan của kênh đấy, tạm hiểu là như vậy, cứ qua kênh tôi để mà coi như là quấy phá. Đấy, đây không phải trường hợp đầu tiên mà có nhiều trường hợp như này rồi, mà tôi đéo liên quan gì đến kênh đấy cơ. Tôi đéo hiểu luôn là ngay tối hôm qua là có mấy thanh niên vào coi như là đéo hiểu. Bây giờ đây là tôi làm gì, là quyền của tôi, có mấy thanh niên vào tôi không hiểu sao cứ bắt bẻ tôi ấy, kiểu như là mày không bằng gọi là tí tiền tỷ hay là mày thứ này thứ kia ấy. Tôi đéo hiểu luôn là mấy thằng trẻ trâu ấy, tôi phải coi như là ban khá là nhiều thằng rồi, vài thằng anh em ạ.
Không biết là cái kênh đấy có phải là kênh coi như là kênh thiếu nhi hay không ấy. Anh em nên biết một điều là không phải là tôi cà khịa hay là nói đánh giá gì, nhưng mà anh em nên biết là trên YouTube có hai thể loại YouTuber. Một là sẽ là kiểu như là kênh thiếu nhi. Đấy, tức là sao ạ? Sẽ là những cái kênh nói chuyện nhỏ nhẹ, hiểu không? Đấy. Anh em hiểu không ạ? Đó gọi là những cái kênh thiếu nhi. Đấy, chơi những cái tựa game nó không quá là máu me bạo lực. Đấy, thì đấy gọi là kênh thiếu nhi. Còn cái thể loại thứ hai đó là kênh coi như là kênh kiểu kiểu như tôi anh em ạ, với lại một số kênh khác như là kênh Độ Mixi hay là kênh trực tiếp game đấy. Đó là những cái kênh mà nói chuyện họ nói khá là thoải mái, tức là họ sẽ có thể nói bậy nhưng mà ở cái mức độ gọi là chấp nhận được, nhưng không phải là nói câu nào văng tục câu đấy. Anh em hiểu không ạ? Là những cái kênh mà hay coi như là khều donate hay là hay coi như là lùa gà, hay coi như là trêu đùa toan tính với newbie á. Sao lại newbie nhỉ, nhầm anh em, tôi nhầm từ newbie với lại viewer đấy. Tức là mấy cái kênh như kiểu kênh của tôi, nên là không phải kênh thiếu nhi, anh em hiểu không? Có mấy thằng kênh thiếu nhi qua nó mới bực. Ừ, kiểu như là bọn đấy nó quen kiểu kiểu nói chuyện kiểu như là ấy rồi anh em ơi, kiểu nó quen với cái cách nói chuyện kiểu xưng hô kiểu cậu cậu tớ tớ mình bạn bạn ấy, anh em hiểu không ạ? Toàn mấy thằng trẻ trâu dưới đất hỡi, cút bẹ đi. Thật tôi ban, thích thì tôi ban, nhưng mà kiểu tôi cũng sẽ lên tiếng thôi. Đây là tôi lên tiếng chứ không phải là tôi ngại va chạm, anh em hiểu không? Nói thẳng luôn kênh là cái kênh tí tiền tỷ anh em ạ. Tôi không có vấn đề gì với kênh đấy, nhưng mà fan kênh đấy toàn những cái thằng coi như là rảnh chó, hiểu không? Qua kênh khác để mà soi mói ấy, lắm chuyện bao đồng ấy. Phải nói thẳng luôn ngán gì. Ở đây quay trở lại nhá. Đấy, tôi nhắc nhở như vậy thôi. Con này là ô Abet. À khoan, Abet tôi còn bỏ cà mà không bắt được con này nữa. Bây giờ tìm con Omega. À Omega rồi. Omega. Ok, chúng ta đang đi tìm đây. Omega này. Dễ vậy. Vừa qua gặp luôn anh em và thôi bắt luôn con này nhá. Tôi còn đang lọ mọ đi tìm này, anh em thấy cá sấu ở đây là ôi có một con alpha đang bị xỉu này. Không biết sao nó bị xỉu cỡ đi. Nói chung là tôi tìm được con Omega rồi anh em ạ, nhưng mà gần đây có một số thành phần coi như là rắn alpha hay là tôi có nên giết hết bọn này không? Thôi giết đi anh em ạ. Tiếng gì đấy? Rồi nha. Ok. Tôi sẽ clear hết cái bọn này cho nó không phá tôi anh em ạ. Bây giờ thì có vẻ là xong rồi đấy. Lắp đạn vào này. Số 7. Rồi, con này thì nhanh thôi anh em, bắn phát là nó xỉu ấy mà. Ôi trời ơi. À, tôi đang nghe tiếng gì hóa ra là của cái con này anh em ạ, con đi mê chô đôn. Tên hay đấy, hảo tên. Cái con đấy là cái con dùng để mà ấp trứng anh em ạ, nhưng mà ít người xài lắm. Bộ à, Omega đây. Rồi nha, xong rồi nha. Về nhà đẻ trứng em ơi, khổ kiếp coi như là kiếp thú yếu anh em ạ, chỉ đỡ coi như là bắt mấy con thú mạnh ấy. Tem và chỉ đỡ đẻ trứng thôi anh em ạ. Tôi hay nói là mấy con này là máy đẻ anh em hiểu không? Khổ. Để tôi xem nào, nhà tôi đây. Ở kìa, cơ hội nhanh thế, con Abed này. Ê. Chơi nó. Mình không đánh nó tưởng mình hèn ấy. Chơi nó luôn vừa va vần. Nào. Vừa đi nhá. Thế nó lại đi theo tôi anh em ạ. Rồi nó vừa rồi. Bây giờ chúng ta đi bắt nốt cái loại còn lại, đó là mấy con chim pha bồ anh em ạ. Pha bồ thì có nhiều loại lắm, nhưng mà bắt mấy con chim thằn lằn bay là nhanh nhất. Chúng ta sẽ ở nhà mình cũng nên về nhỉ. Ở đây làm gì có chim đâu mà bắt. Rồi. Nhà mình. Ok. Thì tôi nói thật với anh em là ba câu hỏi đầu game ấy
Tức là tôi nói đi. Ơ sao con chim này không bay được? Bay lên. Ơ ôi con này bị liệt rồi anh em, tôi không bay lên được này. Ơ nó cứ đi bộ nhỉ. À đấy, bay lên. Ơ what the fuck, cái con Riffy nó bị lỗi rồi anh em, nó bị gì ấy, không bay lên được. À đấy, lại bay lên được này. Chả hiểu sao. Không, vừa nãy là không bay lên được thật. Tôi cũng đang lay hoay đấy. Bây giờ lại lên được. Tìm chim thì tôi lại về cái nhà của tôi là đầy chim anh em ạ. Nhưng mà chim rít, chim rát thì nó cũng nhiều lắm. Con này là con cũng là pha bồ nhưng là con chim đực anh em ạ. Con này là pha bồ nhưng cũng là đực nốt. Phải nổi. Sao lắm đực thế, không có em chim cái nào à? Khiếp, đồng cỏ gì đâu mà sao mà lắm FA thế này. Không lẽ cả cái khu thảo nguyên này lại không có con chim cái nào? Ôi, đi tìm thôi. À đây rồi. Hai con luôn anh em ạ, có hai con luôn. Ây mà con này level 60 thì thôi bắt con 120 đi. Thật ra nếu mà bắt được đẻ trứng thì level 1 bắt cũng được anh em ạ, nhưng mà bắt level cao cho nó sang. Ok. Một viên nhẹ nhàng nằm xuống em. Đúng rồi, em nằm dưới anh nằm chơi nhớ. Pha bồ này. Ui con này nó ăn tận 2 kíp bổ à? Khiếp, ăn một thôi mẹ tham. Con này ăn tận 2 kíp bổ anh em ạ. Cá sấu nãy ăn có một cái à. Thôi được rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta vừa cho cái bọn này đẻ trứng để mà tôi lên đời kíp bổ Celestino với lại Demonic. Đấy. Nghe hay không? Bây giờ vừa nhà này. Ôi nó đẻ kìa. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quả anh em ạ. Cũng không nhiều đâu, cũng khá ít đấy, có 7 quả thôi anh em ạ. À, ý tôi là mình có thể ép con chim này để liên tục nhưng mà nó... Nhưng mà nó đa số là toàn màu đen à. Chứ còn màu tím thì có 7 quả thôi anh em thấy hiểu không? Ý tôi nói là vậy ấy. Chứ không phải là cứ xài cái lọ này là ép nó để nhanh là sẽ có nhiều trứng. Không anh em ơi, để nhanh, để nhiều thì vẫn nhiều cái này thôi chứ cái này vẫn có tí à. Nó đỡ mất thời gian thôi chứ còn con nào để ít thì nó vẫn sẽ là ít trứng. Nôm na là như vậy. 7 quả anh em ạ. À. Tới bây giờ là làm nốt yên cho em Sako. Sako thì chúng ta sẽ cho xuống nước. Đấy, đây rồi. Ôi, cày cuốc lụm hói. Omega, ông mê gái nhỉ. Omega nghe thuần thuần thành ông mê gái ấy, chứ đùa. Đây là gì đây? Indominus Red Omega. Ủa có hả? Này, tôi chưa bao giờ gặp con Omega Indominus Red ha. Bữa nào bắt thử một con ấy. Ờ thật, tôi chưa bao giờ gặp con đấy anh em ạ. Bữa nào để tôi tìm, tôi bắt một con anh em xem. Trải nghiệm thử. Quên lấy cái đống trái trắng của anh em không? Trái trắng đâu nhỉ? Trên chân người con chim. Ôi mẹ, anh em để ý không? Con chim nó to vãi. Này, đây là con chim thường nhá, tôi sẽ đỡ hai con chim gần nhau nhá. Con này nó to khổng lồ luôn ấy. Ôi to gấp 3 lần rồi. Con cá sấu này đi ra này. Anh em thấy chưa ạ? À? Hai con chim, một con chim thường và một con chim pha bồ ấy nó nằm gần nhau này. To gấp 3 lần nhá. Con này là nhỏ hơn nó rất là nhiều, con này to gấp 3 lần luôn. Cái người của tôi anh em nhìn đi, nó bằng đúng là một cái phần, gọi là phần nhỏ của cái cánh luôn này. Đấy. Cái này bình thường thì chúng ta không để ý nhưng mà nếu mà để ý kỹ là thấy nó to thật đấy. Ồ, cá sấu này bơi nhanh vậy. Ồ, nó bơi rất là nhanh nhá. Nó không để anh em ạ. À, có hai quả anh em ơi. Ui, đây rồi. Tưởng đâu không để anh em ạ, hai quả nữa. Ai giả. Tưởng đâu không đẻ anh em ơi. Ồ, có đẻ nhá. Úi xồi, ôi trứng. Sướng anh em ạ. Tưởng đâu không đẻ. Này lại đẻ này. Thôi tình hình là tập này đến đây thôi anh em ạ. Hôm nay chúng ta chủ yếu là bắt nốt hai con thú đẻ trứng. Đó là con Omega và Fable. Thì tôi đã bắt xong và cho nó đẻ trứng thành công anh em nhá. Thì từ hôm sau là chúng ta sẽ biến thành dân chơi hợ, coi như là thú mạnh. Đấy, với những cái con như là Celestino và Demonic.
Đấy, bây giờ tôi có đủ tất cả tài nguyên để làm ra cái kíp bò bắt mấy con đấy, nhưng chỉ thiếu đúng một cái, đó là thịt. Đó là cái thịt mất 30 phút làm trong mấy cái tủ này đây này.